thích trồng rau cải nhưng mà sợ sâu. Bạn đừng bỏ qua loại rau cải có vòng này nhá. Xin không các bạn. Trắng, hồng, đỏ, vàng, cam. Vừa ăn vừa trang trí được nha. Cải có vòng mọi người muốn ăn ngon mọi người sẽ ăn cái lá nhỏ như này. Còn nếu muốn ép nước thì mọi người sẽ chọn cái lá to như này nha. Mọi người sẽ cắt cách phần gốc khoảng 2 đến 3 cm cho mình. Đây mọi người có thể thấy bên này này. Cái khoảng cách mình cắt lần trước đây nó sẽ khô lại như thế này nha. Đó mọi người thấy không? Đây. Cầu vồng sẽ thu hoạch được từ 1 đến 2 năm. Cầu vồng rất dễ sống, miền Bắc, miền Trung, miền Nam đều có thể trồng được. Với cầu vồng thì càng tỉa sẽ càng lớn nhanh. Còn giờ thì đi ủ hạt cầu vồng với mình nào. Mình một hộp kín, giấy ăn, hạt giống, cốc nước. Cầu vồng là dòng hạt có vỏ rất dày nên sẽ hút nước nhiều hơn các loại khác. Các bạn ủ hạt ẩm hơn thông thường một xíu nha. Ẩm chứ không úng nha. Bạn ơi, hồng đỏ trắng vàng rất là xinh luôn. Đấy các bạn có thể thấy này. Cầu vồng nó sẽ không nảy mầm đồng loạt mà nó sẽ nảy mầm từ từ. 2 đến 3 ngày đầu sẽ cho ra một đứa, còn những hạt sau nó mới nhú này mọi người. Những hạt nào mà được rồi mọi người sẽ đem ra trồng, còn những hạt chưa nảy mầm mọi người tiếp tục ủ nhá. Được một rổ luôn nha mọi người ơi. Các bạn có đang trồng cầu vồng không thì comment cho mình biết nhá. Đừng quên thả tim hay là follow kênh mình nha. Bye.